Chào các bạn, mình là bác sĩ Trần Thị Diễm Hằng, đến từ mạng lưới thầy thuốc đồng hành. Trong thời gian cách ly và điều trị COVID-19 tại nhà, người nhiễm và người chăm sóc cần lưu ý tới diễn tiến của bệnh để hỗ trợ việc theo dõi và có cách xử trí phù hợp. Trong video này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tự theo dõi sức khỏe cho một số đối tượng đặc biệt theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Lời khuyên đối với người nhiễm là người khuyết tật. Người khuyết tật nhiễm COVID-19, ngoài việc cần chăm sóc như mọi người khác, thì cần được quan tâm, chăm sóc đặc biệt, nhất là đối với người có khó khăn trong việc tự phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Hãy động viên, cổ vũ để người bệnh tự tin vào bản thân để học kiến thức về phòng ngừa dịch COVID-19 và cách ly y tế, điều trị tại nhà. Một số người khuyết tật nặng cần có người trợ giúp, chăm sóc. Người khuyết tật có nguy cơ mắc bệnh COVID-19 với mức độ nặng cao hơn. Vì vậy, người chăm sóc thường sẵn sàng các tình huống phải liên hệ với nhân viên y tế, theo dõi sát dấu hiệu của người nhiễm và cần chuyển cấp cứu kịp thời tại các cơ sở y tế điều trị COVID-19 trên địa bàn khi có các dấu hiệu cảnh báo khẩn cấp. Kết hợp các hoạt động luyện tập phục hồi chức năng, tăng cường sức khỏe, thể chất, tinh thần để giúp bù đắp cho việc hạn chế các hoạt động bên ngoài về tình trạng căng thẳng, lo lắng, trầm cảm và thất vọng. Thường xuyên vệ sinh, khử khuẩn, dụng cụ trợ giúp người khuyết tật trước và sau khi sử dụng. Lời khuyên đối với những người nhiễm là người cao tuổi, từ 65 tuổi trở lên. Người cao tuổi có nguy cơ mắc COVID-19 nghiêm trọng hơn các lứa tuổi khác. Tuổi càng cao, nguy cơ mắc bệnh, mức độ nặng càng cao. Người cao tuổi và người chăm sóc cần biết, theo dõi để phòng tránh nguy cơ diễn tiến nặng. Cần chuyển cấp cứu kịp thời tại bệnh viện trên địa bàn khi có các dấu hiệu cảnh báo khẩn cấp. Thực hiện nếp sống sinh hoạt lành mạnh và khoa học. Thực hiện chế độ ăn dinh dưỡng 1.700-1.900 kcal trên một ngày. Cân đối lành mạnh, nhiều rau xanh, đảm bảo ăn 3-4 bữa mỗi ngày. Nếu ăn uống không đủ, nên uống thêm các loại sữa bổ sung dinh dưỡng từ 1-2 cốc mỗi ngày. Cần thực hiện nghiêm ngặt chế độ dinh dưỡng bệnh lý và sử dụng thuốc đang điều trị bệnh sẵn có theo chỉ định của bác sĩ điều trị, không bỏ thuốc. Tăng cường luyện tập tại các phòng cách ly, trên giường, tùy vào điều kiện bằng các bài tập phục hồi chức năng, xoa bóp, hỗ trợ luyện tập để nâng cao sức khỏe. Lời khuyên đối với người nhiễm là người tâm thần. Nếu người bệnh tâm thần nhiễm COVID-19 được chăm sóc tại nhà, ngoài việc thực hiện các khuyến cáo về chăm sóc trên, người bệnh tâm thần và người chăm sóc cần thực hiện tốt những việc sau. Chuẩn bị chi tiết mọi thứ cần thiết khi phải cách ly, đặc biệt phải chuẩn bị thuốc điều trị bệnh tâm thần dùng trong 1-3 tháng điều trị. Không tự ý ngưng hoặc bỏ thuốc đang điều trị nếu lịch tái khám định kỳ bị hoãn do dịch bệnh, nên tư vấn từ xa bởi nhân viên y tế theo đúng hẹn. Tập luyện các bài tập thể chất, phục hồi chức năng đơn giản hàng ngày. Giữ thói quen và lịch trình thường làm hàng ngày, càng nhiều càng tốt. Hoặc tạo thói quen mới trong một môi trường mới như tập thể dục, vệ sinh sạch sẽ. Tăng cường kết nối với người thân qua điện thoại, email, phương tiện truyền thông xã hội hoặc các cuộc gọi video. Đối với người bệnh nghiện các chất dạng thuốc phiện đang điều trị thay thế bằng methadone hoặc buprenorphine, hãy thông báo các cơ sở điều trị để có kế hoạch cấp thuốc phù hợp. Người chăm sóc, người nhà cần theo dõi, phát hiện các tình trạng cấp cứu như kích động, hoang tưởng hoặc các hành vi tự sát, từ chối ăn uống, trạng thái cai, sản, ngộ độc thuốc. Liên hệ với nhân viên y tế để được hỗ trợ, xử trí cấp cứu. Hy vọng những hướng dẫn trên sẽ giúp các bạn yên tâm hơn khi thực hiện cách ly tại nhà. Xin cảm ơn.